MV Hãy Trao Cho Anh là cột mốc đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Sơn Tùng M-TP trong năm 2019. Đây cũng là ca khúc đã làm mưa làm gió trên các trang nghe nhạc trực tuyến bởi màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt giữa thị trường V-pop hiện nay với Sơn Tùng nói riêng và với nhạc Việt nói chung. Hãy Trao Cho Anh chính là một cú nổ lớn để khẳng định rằng nhạc Việt đủ khả năng vươn tầm thế giới. Để mang đến MV Hãy Trao Cho Anh chỉnh chu, xứng tầm thế giới, Sơn Tùng đã đầu tư số tiền khủng. Vậy nên MV cũng mang về cho anh có số lợi nhuận không nhỏ. Thế nhưng sự chênh lệch giữa kinh phí ban đầu và số tiền thu được mỗi tháng lại khiến không ít fan cảm thấy sốc. Sơn Tùng cần ít nhất 10 tháng để hoàn vốn. Khi MV Hãy Trao Cho Anh ra mắt, người hâm mộ không khỏi bị choáng vì bối cảnh trong MV đều là những nơi nổi tiếng của Mỹ. Bên cạnh đó, Sơn Tùng còn mời Snoop Dogg góp giọng trong MV, nữ diễn viên Madison Beer làm nữ chính. Ngoài ra, số đồ hiệu mà anh chàng khoác trên người cũng tốn của anh một số tiền không nhỏ. Mức chi phí mà Sơn Tùng MTP bỏ ra cho MV Hãy Trao Cho Anh phải lên đến hơn 60 tỷ đồng. Theo thống kê của Social Blade, Sơn Tùng MTP hiện đang là cái tên giữ độ hot lâu trên bảng xếp hạng thu nhập khủng từ YouTube. Với số lượt xem không ngừng tăng của Hãy Trao Cho Anh, Sơn Tùng có thể kiếm được từ 33.800 đến 207.400 USD, gần 800 triệu đến hơn 6,2 tỷ đồng mỗi tháng. Nếu mỗi tháng giọng ca gốc Thái Bình có thể thu được đều đặn số tiền 6 tỷ, thì anh mất ít nhất 10 tháng để lấy lại số tiền đầu tư. Tính từ thời điểm ra mắt ngày 1 tháng 7 đến nay, Sơn Tùng đã thu về con số kha khá nhưng vẫn chưa thể so được với kinh phí ban đầu. Phải nói rằng trong cuộc chơi lớn này, giọng ca chạy ngay đi đã rất mạo hiểm. Tuy nhiên đây chỉ là những con số được tính dựa trên dự đoán, không hẳn là chính xác 100%. Ngoài ra số tiền do Social Blade chỉ dựa trên tiền của YouTube, không bao gồm các show diễn, hợp đồng quảng cáo, bản quyền, hình ảnh của Sơn Tùng liên quan đến Hãy Trao Cho Anh. Theo nhiều nguồn tin, với việc ghi hình hoàn toàn ở Mỹ cùng ekip có tiếng của Hàn, chưa kể MV còn có sự xuất hiện của rapper cừ cựu Snoop Dogg, nữ ca sĩ Madison Beer cùng một dancer da màu. Sơn Tùng MTP đã đầu tư đến 3 triệu USD, xấp xỉ 66 tỷ đồng. Trong một video dài hơn 4 phút, trong đó cắt xê cho đoạn rap chỉ khoảng 20 giây của Snoop Dogg là 40.000 đô, khoảng gần 900 triệu đồng. Riêng trang phục Sơn Tùng MTP mặc trong MV mới có tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, bởi từ trước tới nay, nam ca sĩ Thái Bình chưa bao giờ tiết lộ chi phí để hoàn thành một MV. Do đó, thông tin kể trên vẫn chưa được xác thực. Dẫu vậy, số tiền kể trên cũng phần nào xứng đáng khi MV Hãy Trao Cho Anh đã lập hai kỷ lục chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt. Bao gồm nam nghệ sĩ solo có MV sở hữu lượt xem khi công chiếu cao nhất trên YouTube và lọt top 20 MV có lượt xem toàn cầu cao nhất trong vòng 24 giờ. Theo đại diện Google, lượng view chính xác của Hãy Trao Cho Anh trong 24 giờ là 25,8 triệu sau khi xét duyệt kỹ càng. Ngoài ra, lượt xem ở thời điểm công chiếu thông qua tính năng YouTube Premiere cũng được thông báo chính xác là 637.000 view. Ở thời điểm hiện tại, lượt view của MV Hãy Trao Cho Anh đã cán mốc 67 triệu và cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Không chỉ sở hữu lượng view tăng chóng mặt, cán mốc 60 triệu lượt xem sau 6 ngày, kèm thu về một lượng tương tác khổng lồ, sự thành công của MV Hãy Trao Cho Anh cũng mang về cho Sơn Tùng MTP không ít hầu bao. Theo tính toán của một người dùng có kinh nghiệm trên YouTube trên mạng xã hội trả lời rằng, trung bình một người có thể kiếm được 0,8 đô mỗi 1.000 lượt xem từ quảng cáo banner và 5 đô đến 8 đô mỗi 1.000 lượt xem cho các video có bật chế độ quảng cáo đầu tiên. Như vậy, giả định những con số này là đúng, Sơn Tùng có thể đã cá kiếm số tiền tương ứng là 603.000 đến 964.800 đô. Theo ước tính hiện tại của Social Blade, với số lượt xem hơn 67 triệu view của MV Hãy Trao Cho Anh, Sơn Tùng MTP có thể kiếm được từ 33.800 đô đến 270.400 đô. Dù vậy, với mỗi sự chú ý tạo ra được, những gì Sơn Tùng hay bất kỳ nghệ sĩ nào nhận được sẽ không chỉ dừng lại ở YouTube. Sự nổi tiếng còn đồng nghĩa với những show diễn, hợp đồng quảng cáo mới. Đây dường như mới là điều mà các nghệ sĩ hướng với Sơn Tùng MTP. Bất cứ một nghệ sĩ nào cũng cảm thấy hơi gợn khi tung sản phẩm nếu lỡ trùng thời điểm với anh ra mắt sản phẩm mới. Đơn giản là lượng fan và tốc độ cày view của người hâm mộ Sơn Tùng quá lớn, sản phẩm cùng thời điểm với MV của Sơn Tùng rất dễ bị át vía. Bởi vậy, khi sóng gió quyết định ra mắt song song với Hãy Trao Cho Anh, không ít người nghi vấn rằng Jack và KICM có liều lĩnh quá chăng. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi sóng gió không phải là liều lĩnh mà có chuỗi thành tích ngoạn mục. Khi ấy nhiều người đã nghĩ rằng liệu vị trí gần như độc tôn về view của Sơn Tùng có bị lung lay, hay Jack liệu có xứng đáng là đối thủ của Sơn Tùng. Sức hút của bộ đôi Jack và KICM theo bộ ba sản phẩm Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió tăng lên vù vù theo tốc độ tăng view và khán giả lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, tiếp theo bộ đôi này sẽ làm gì? Và em gì ơi, sản phẩm mới nhất vừa ra mắt chính là câu trả lời. Tiếc rằng MV này đã không thể trở thành một cú hích với Jack trong cuộc đua với Sơn Tùng MTP như fan của anh kỳ vọng. Sau gần 5 ngày đăng tải, MV của Jack đạt 29 triệu lượt xem nhưng không lọt vào top thịnh hành như kỳ vọng. Ca khúc cũng nhận một số ý kiến trái chiều và không thể tạo nên lan tỏa, hiệu ứng như sóng gió trước đó. MJ cho thấy Jack có nhiều thay đổi, ăn mặc màu mè, sặc sỡ hơn. Những chiếc áo hoa xuất hiện từ đầu đến cuối MV, đôi giày có màu nổi bật với mái tóc cũng đã điệu đà, thời thượng.
Trong khi đó, Jack vốn xuất thân underground, đó là một chàng trai trẻ không được học hành bài bản về âm nhạc. Bao chứa trong bài hát là sự dân dã chân thành, đó dường như là điểm khiến Jack khác biệt và được chú ý. Chưa kể Em Gì Ơi đã không có được một điệp khúc hấp dẫn như các sản phẩm trước đó của Jack. Chất riêng của một tay mơ âm nhạc đã mất dần, nên sản phẩm không lọt vào top thịnh hành cũng không quá khó lý giải. Jack và KICM từ đầu năm đến nay đã có 5 MV được ra mắt, một nỗ lực không nhỏ, nhưng đang ở thế chạy đi như tên bắn, họ cũng có những lỗi nhịp bất ngờ. Nhiều người cho rằng cả Jack và KICM hay Sơn Tùng hay bất cứ một nghệ sĩ nào khác đều cần những khoảng thời gian cần thiết, công sức và sức sáng tạo cần thiết để có những sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước. Với chính bản thân Sơn Tùng, Hãy Trao Cho Anh dù vẫn hot, được đầu tư công phu nhưng rõ ràng không nhận được nhiều lời khen về sự khác biệt như những sản phẩm trước đó. Top thịnh hành và lượt view khủng thực chất là cuộc đua của những ngày đầu ra mắt. Thực tế để sản phẩm âm nhạc đó có sức hút lâu dài, rõ ràng vẫn phải phụ thuộc vào chất lượng âm nhạc của ca khúc đó. Nhạc sĩ ca sĩ Vũ Cát Tường từng chia sẻ quan điểm về cuộc đua trending rằng đua hay không là do suy nghĩ của mình thôi. Ở khía cạnh của MV sẽ có âm nhạc và hình ảnh, nhưng nó lại là hai thứ khác nhau. Hình ảnh tốt không có nghĩa là âm nhạc cũng hay nhất và ngược lại. Tôi quan niệm một bài hát có sức sống phải để 3 năm xem người ta còn hát trên sân khấu hay không. Thời gian sẽ trả lời, chứ top trending chỉ để động viên thôi. Rõ ràng, cuộc đua top trending ở thời điểm nhạc số lên ngôi là tất yếu. Có những nghệ sĩ sau rất nhiều năm đi hát mới lần đầu có được cảm giác đứng top 1 trending như Ngô Kiến Huy với Truyền Hải Y. Với nhiều tên tuổi mới mẻ, bước chân ra từ vùng không chuyên như Underground, Top Trending và View. Từ một tên tuổi hết sức lạ lẫm, lọt Top Trend với View tốt, Nguyễn Trọng Tài ngay lập tức trở thành hiện tượng. Nhưng cũng có những nghệ sĩ không bao giờ đứng top đầu mà vẫn có những sản phẩm thực sự chất lượng, bài hát của họ có sức sống lâu dài với thời gian. Ngược lại, nhiều hiện tượng sẽ bị dớp sản phẩm sau càng lúc càng đuối, bóng sau không vượt được qua bóng trước. Và chuyện đang hot bị lỗi nhịp cũng là đương nhiên. 2019 có thể nói là một năm đánh dấu sự bùng nổ của làng nhạc Việt. Không chỉ mang đậm dấu ấn của underground, indie, sự trở lại mạnh mẽ từ nhiều cái tên đình đám với những sản phẩm đa dạng từ ballad cho đến dance, EDM cũng khiến đường đua V-pop trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong đó, Sơn Tùng NTP và Jack là hai cái tên gây bão truyền thông nhất bởi loạt thành tích ấn tượng, oanh tạc top trending mỗi lần tái xuất. Cùng sở hữu những MV 100 triệu view và phá nhiều kỷ lục YouTube, cả hai không ít lần bị công chúng đặt lên bàn cân và tạo nhiều tranh cãi. Với kinh nghiệm 7 năm trong nghề, Sơn Tùng luôn được đánh giá cao nhờ khả năng khuấy động và làm chủ sân khấu cực tốt. Giọng ca khúc Thái Bình được nhiều người tán thưởng là bậc thầy trong việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, từ tò mò hào hứng cho đến cao trào bùng nổ bằng những câu nói cộp mát như Sky ơi, tay đâu. Đáng nói, dù cháy hết mình, song Sơn Tùng vẫn giữ được biểu cảm, thần thái và hiếm khi rơi vào trạng thái bể tiếng. Chẳng thế mà những sân khấu live của Sơn Tùng luôn khiến dân tình phát cuồng, hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt phải kể đến tiết mục Chạy Ngay Đi tại một sự kiện âm nhạc được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh hồi năm ngoái. Tuy nhiên khi quay sang nghe tay đâu, phiên bản bạc phận của Jack mới đây, nhiều người không khỏi hết hồn vì ngữ anh chàng đang quát khán giả. Có vẻ như Jack quá sung và chưa biết cách tiết chế khiến giọng bị crack vì hét quá to. So sánh hai đoạn clip, nhiều ý kiến khen ngợi Sơn Tùng vì cách xử lý những đoạn cao trào khẳng định đẳng cấp. Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận hài hước cho rằng tân binh V-pop nên cải thiện thêm kỹ năng biểu diễn từ đàn anh nếu không muốn trở thành trò cười từ cư dân mạng. Làng nhạc Việt trước giờ không hề thiếu những nam ca sĩ có ngoại hình điển trai khiến các fan nữ siêu lòng. Tuy nhiên, nếu nhắc đến những nam thần vừa có sắc lại có tài, chắc chắn không thể bỏ sót Sơn Tùng NTP, một trong những giọng ca được săn đón nhất nhì tại showbiz hiện nay. Không chỉ được công nhận về tài năng âm nhạc, Sơn Tùng còn sở hữu vẻ đẹp trai cực phẩm với chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi căng mọng vô cùng quyến rũ mà người hâm mộ thường gọi vui là bờ môi mát đa. Tại showbiz Việt, số nghệ sĩ có dáng môi trái tim hờn dỗi như Sơn Tùng quả thật rất hiếm. Và bất ngờ thay khi mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về hình ảnh một cô gái có gương mặt khá giống giọng ca gốc Thái Bình. Nếu không chú ý kỹ, nhiều người sẽ được fan hú hồn vì nghĩ anh chàng đang giả gái cũng nên. Trong ảnh, gương mặt cô gái được chụp chính diện, khoe sống mũi cao và bù môi cong như đúc từ một khuôn với hoàng tử mưa. Bức hình Sơn Tùng phiên bản nữ nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích và bình luận từ người hâm mộ. Được biết, cô gái này tên là So Jung, thành viên Lady Code, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc sự quản lý của công ty giải trí Polaris. Lady Code được thành lập năm 2013 với 5 thành viên. Sau một năm hoạt động ngày 3 tháng 9 năm 2014, nhóm gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Trên đường trở về Seoul sau khi ghi hình cho chương trình Open Concert của KBS, chiếc xe chở Lady Code đi quá tốc độ cho phép giữa trời mưa đã đâm vào bức tường bảo vệ trên đường, khiến 2 thành viên trong nhóm thiệt mạng, 3 thành viên còn lại thì bị thương nặng. 6 năm sau vụ tai nạn thương tâm, Lady Code chính thức tái xuất làm nhạc K-pop với đội hình 3 người, cùng với mini album Set Me Free, mang tâm thế như những tân binh trong những ngày đầu mới ra mắt. Các thành viên chia sẻ, đã 6 năm rồi chúng tôi mới phát hành một series code mới.
chúng tôi còn cảm thấy mình như quay trở lại với tư cách một tân binh và nhớ lại tâm trạng cùng cảm xúc ở thời kỳ đầu của Lady Kurt. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải chăm chỉ hơn nữa.